Câu thứ hai, ý thứ hai, vị này hỏi là chị gái con trước đây có bán hàng mã được khoảng 1-2 năm thì không bán nữa. Như vậy, chị con có bị quả báo không ạ? À? Và bây giờ chị con phải làm gì để trả nợ nghiệp đã bán hàng mã ạ? À? Ở cái này, thì ngày xưa thầy đọc ở trong kinh thì thấy nói là Đức Quán Thế Âm có thể vào trong A Tỳ địa ngục để cứu độ chúng sinh. Nhưng có ba hạng người, Bồ Tát Quán Thế Âm thì không thể cứu được. Hạng người thứ nhất, đó là hạng người gì? Làm và bán đồ hàng mã. Hạng người thứ hai, đó là hạng người gì? Bán quan tài, làm và bán quan tài. Hạng người thứ ba là người gì? Hạng người làm mắm. Tức là làm mắm. Ba cái hạng người này á, thì vì sao mà Bồ Tát Quan Âm nói rằng Ngài không thể cứu được? Xét về cái bản chất thì có nguyên do của nó. Những người làm mắm thì đương nhiên rồi, là cực ác rồi. Bao nhiêu những cái con tôm, cua, cá ốc họ cho vào gì? Cho vào những cái hũ, cho vào những cái lò, những cái bể, họ cho thối rữa ra và rồi họ đem họ nấu lên. Họ lấy cái nước cốt đó thành nước mắm đấy các quý vị. Rồi những người làm hàng mã. Hàng mã là sao? Đó là gọi là lừa thần gạt nhân, tức là lừa dối quỷ thần mà gì, gạt gẫm gì con người ở thế gian này. Đâu có cái chuyện mà chúng ta biết, đâu có cái chuyện mà làm hàng mã đốt hình nhân thế mạng hay là đốt vàng mã xuống cõi âm họ nhận được tiền đồ âm phủ đó, đâu không có, đâu không có cái chuyện đó. Các quý vị cứ học đi, đọc sách, đọc về lịch sử, vàng mã xuất thân từ đâu mà có, xuất thân xuất phát từ Trung Quốc mà có. Ngay sau cái thời Tần Thủy Hoàng thôi, cùng với cái thời đó, song song với cái thời đó, vàng mã mới xuất hiện ở Trung Quốc. Các vị đọc về lịch sử vàng mã xuất hiện như thế nào là các vị sẽ thấy được. Đó. Còn Việt Nam chúng ta xưa không có, Phật giáo vốn không có, và các nước ở châu Âu không có. Vậy chúng ta bảo là nếu không có vàng mã thì ở dưới kia các cụ tiêu cái gì? Các vị đi châu Âu xem, các nước phát triển ở châu Âu xem, có ai có nước nào đốt vàng mã như ở Việt Nam và Trung Quốc chúng ta đâu. Chỉ có mấy nước khu vực Đông Nam Á chúng ta như Việt Nam này, Trung Quốc này, Singapore này, Hồng Kông này, rồi Đài Loan này, đó, mấy cái nước đó. Mấy cái nước nó có cái nền văn hóa tương đồng với Trung Quốc, và có lẽ nó cũng xuất phát từ từ đó mà nó lan lây lan ra với nhau. Còn châu Âu họ không đốt vàng mã, không có chuyện đốt vàng mã. Thì về chúng ta bảo nếu mà không đốt vàng mã dưới kia các cụ, những cái linh hồn vong hồn chưa được siêu thoát ở bên châu Âu họ tiêu cái gì? Họ không có cái tiêu à? Làm gì có cái chuyện đấy? Cho nên ở đây chúng ta thì phải học Phật, hiểu đúng cái bản chất của nó, và chúng ta phải tư duy cho nó kỹ trước khi chúng ta làm một cái gì đó. Chứ chúng ta thì cứ quen là gì? Người trước làm thế nào thì người sau làm như thế. Ông bà làm như thế nào, bố mẹ làm như thế, bố mẹ làm như thế nào thì con cháu sẽ làm như vậy. Nhưng không biết cái đó là đúng hay là sai, thôi thì cứ làm cho nó an, làm thế tâm nó an là được. Nhưng mà thôi làm, gọi là làm một chút để cho tâm an thì được. Ví dụ như là ngày lễ, ngày Tết hay ngày cúng 35, 49 vân vân chẳng hạn, mà gọi là chúng ta chưa tâm chưa an là chúng ta thành tâm, gọi là mua một chút, gọi là 5.000, 10.000 một chút tiền vàng để gọi là hóa cho tâm nó an, là khi mà chúng ta chưa thực sự hiểu đạo, chưa thực sự giác ngộ đạo giải thoát của gì, của Phật Đà, thì chúng ta có thể làm một chút thế cũng được. Thì gọi là phương tiện, trong nhà Phật gọi là phương tiện, khá dĩ cho thì cũng có thể được, vì nó cũng chẳng tốn kém là bao cả. 20-30 nghìn thì cũng quý đấy, nhưng mà nó cũng không phải là tốn kém quá nhiều, cho nên cũng có thể là gọi để cho họ tâm họ an thì cũng có thể tạm được. Nhưng còn nếu mà đốt cho nó mê tín vào cái đó mà đốt nó quá nhiều, ví dụ như có những trường hợp chúng tôi thấy là đốt hàng mấy ô tô vàng mã,
tính ra nó mấy chục triệu luôn, 40-50 triệu tiền vàng mã đốt trong một cái đám cúng lớn nào đó, hoặc là giải oan cắt kết, hoặc là trình đồng mở phố, hoặc là trả nợ gì tào quan, trả nợ tiền riêng vân vân gì chẳng đó. Có những trường hợp thì họ bảo đốt đến là mấy ô tô vàng mã, những con voi con ngựa hình nhân thế mạng rồi vân vân, các thứ thật là to là lớn, thậm chí 20-30-40-50 triệu tiền tiền vàng mã, phí phạm lắm. Cái đồng tiền đó mà đem phóng sinh tu phúc, giúp đỡ những người nghèo, những đồng bào chúng ta còn khó khăn đó, thì công đức vô lượng. Công đức vô lượng, tôi nói là giúp những người đó thì công đức vô lượng. Còn làm cái việc kia chỉ có an tâm tạm thời mà thôi, chứ chẳng có công đức gì cả. Để khẳng định với các quý vị như vậy, chẳng có công đức gì cả, gọi là an tâm tạm thời với nhau mà thôi. Tự người sống với người sống chúng ta lừa nhau mà thôi. Chứ còn đốt xuống dưới kia mà dưới kia họ nhận được thì loạn hết quái âm à. Ấy, tôi cứ nói với các quý vị, đồng đô la đúng không? Đồng đô la của Mỹ là được cả thế giới công nhận và cả thế giới thì tiêu dùng. Nó là đồng tiền tệ lưu thông trên toàn thế giới. Nhưng mà chúng ta biết là đất nước chúng ta mà cứ cho đồng tiền đô la nó gì của Mỹ nó nhập vào ồ ạt và nó tiêu bừa bãi trong đất nước chúng ta được không? Có không? Không có. Không có cái chuyện đó. Ngành tài chính kinh tế của chúng ta thì phải quản lý cái gì? Cho dù đồng tiền đó đồng tiền quốc tế, không chỉ Việt Nam chúng ta mà tất cả các nước trên thế giới đều quản lý cái đồng đô la đó theo gì, trong cái phạm vi gì chính phủ của họ quản lý được. Không có gì cứ để cho nó ồ ạt vào thì cái đồng tiền của đất nước họ mất giá, chết ngay, đổ vỡ nền kinh tế ngay, loạn lạc ngay, thậm chí là chiến tranh ngay. Kinh tế bây giờ chúng ta biết kinh tế nó quyết định tất cả. Kinh tế mà đổ vỡ thì sẽ xảy ra nội chiến, xảy ra loạn lạc. Đó, cho nên bất cứ một quốc gia nào trên thế giới họ đều có những đồng tiền tệ riêng của họ. Các đồng tiền tệ các nước láng giềng khác hoặc là các đồng tiền tệ chung của thế giới như là euro hay là đô la vân vân chẳng hạn, họ đều, đất nước mỗi quốc gia đều quản lý ở trong cái phạm vi mà họ có thể là duy trì được, quản lý được, chứ không phải là để thả cửa muốn nhập vào đất nước họ bao nhiêu thì nhập đâu. Chúng ta biết là ở Việt Nam chúng ta những cái đồng đô la mà đổi ngoài chợ đen họ gọi là đổi ngoài chợ đen, nếu mà công an bắt được là phạt rất nặng đó, không phải đơn giản đâu. Đó. Việt Nam chúng ta như thế, chúng ta so ngay Việt Nam chúng ta ra thôi, lấy ngay Việt Nam chúng ta để ví dụ thôi. Cho nên các quý vị phải biết rằng ở dưới quái âm cũng thế. Các cụ ngày xưa nói là gì? Trần sao thì âm vậy. Quái trần chúng ta gì? Có nhà nước, có đảng, có nhà nước, có chính phủ. Dưới chính phủ thì gì? Có các bộ, các ngành của trung ương thì gì? Để quản lý. Dưới trung ương chính phủ thì có gì? Có tỉnh, dưới tỉnh có huyện, dưới huyện có xã, dưới xã có thôn, có khu phố cơ mà, chia ra như thế. Ngành tiền tệ thì gì? Cái người quản lý tiền tệ đất nước Việt Nam của chúng ta cao nhất đó gì? Thống đốc. Rồi bộ trưởng bộ tài chính, thống đốc ngân hàng nhà nước. Rồi dưới ngân hàng nhà nước gì? Có các ngân hàng quản lý chứ. Không quản lý mà loạn, cứ in tiền ra mà tiêu được đâu. Thì ở dưới quê âm họ cũng có gì? Có các ban bộ ngành của họ và quản lý như vậy. Chúng ta cứ đốt xuống dưới cho người thân chúng ta dùng được thì loạn hết mất. Cho nên chúng tôi mới nói gì? Lừa dối quỷ thần và lừa dối gì? Lừa dối bạn bè, anh em, họ hàng, bố mẹ, ruột thịt, con cái gì? Lừa dối lẫn nhau ở cái trường hợp này. Vì vậy mà Đức Quan Âm nói không thể cứu được. Những cái trường hợp mà làm và buôn bán những cái đồ vàng mã, Đức Quan Âm không cứu được họ. Còn nói là cái đồ gì? Đồ làm quan tài sao? Làm quan tài ví dụ như mình làm mà gọi là làm để phục vụ nhân dân. Cả cái khu phố đó, cả cái tỉnh đó không có ai làm. Nếu chẳng may tất nhiên là chết thì ai phải chết.
chết sớm chết muộn, chết già chết trẻ mà thôi. Nhưng chết mà có khi phải đi đường mấy trăm cây số mà không mua được bộ quan tài á thì vất vả. Thì có người họ đứng lên này, họ làm, họ bán với cái tâm là gì? Cái tâm là thôi có ai chết đến mua quan tài họ thấy là khởi cái tâm là thương xót. À, thì không tội, không phạm. Nhưng chúng ta biết là làm nghề kinh doanh có mấy ai mà gì, làm được như thế đâu. Cho nên ở đây Đức Quan Âm người nói không cứu được là không cứu được cái người bán quan tài sao? Vì á cái người làm đi buôn thì thường hay khởi lòng tham. Mà đi buôn á thì ai cũng muốn là ngày nào cũng phải buôn bán được gì có lãi khá khá. Cặp thậm chí là lãi càng nhiều thì càng tốt, lời càng lắm thì càng hay, càng vui. Cho nên sáng ra mở cửa hàng ra mà không thì cả ngày mà không thấy ai thì ai đến hỏi thì có nghĩa hôm đấy không có người chết. Họ không bán được thì bắt đầu họ thì hôm sau thì thắp hương khấn thần linh, thần tài thổ địa nhà mình thì mong cho hôm nay hôm qua không có ai đến mua quan tài, hôm nay mong gì các ngài gia hộ cho gì có vài người đến mua quan tài. Thế có nghĩa là gì? Đồng nghĩa là gì? Mình mong cho gì? Một ngày có vài người chết. Đó, cái ác tâm nó bắt đầu gì? Cái tâm ác bắt đầu nó le lói, bắt đầu nó gì? Nó phát khởi lên từ đó. Và khi mà cầu nguyện và chẳng may hôm đấy là có mấy người đến thật, hôm sau lại tiếp tục gì? Thắp hương cầu nữa. Chẳng may là gì? Trong cái làng, trong khu phố đấy có mấy người chết thì hôm sau lại tiếp tục cầu. Cứ như thế, nó nghĩ là nó cầu được. Và cái tâm của nó thì luôn luôn gì? Ra đứng vào trong, lúc nào cũng mong ngóng có người đến hỏi mua quan tài, đồng nghĩa là lúc nào cũng mong ngóng cho có người gì, có người chết ở trong khu phố, trong dân làng ấy, trong xóm làng, trong làng xã ấy. Cho nên đấy gọi là khởi ác tâm. Trong nhà Phật gọi là làm nghề gì, gọi là làm cái nghề gọi là ở trong đạo Phật, đây tôi nói theo đạo Phật nhé, nói theo Đức Phật dạy nhé, tức là làm cái nghề gì không chính nghiệp. Đấy. Làm nghề không chính nghiệp. Chứ còn với thế gian thì được, không sao. Đây là tôi đang nói về đạo Phật. Đấy. Thế còn thế gian thì cái việc đó, cái việc gì kiếm ra tiền, pháp luật không cấm là gì? Là được. Làm nghề buôn quan tài pháp luật cấm không? Không cấm. Làm nghề buôn vàng mã pháp luật cấm không? Không cấm. Việt Nam ra không cấm. Làm nghề gì? Làm mắm pháp luật cấm không? Không cấm. Nhưng làm nghề buôn vàng mã sang châu Âu bị cấm các quý vị nhé. Các quý vị đem vàng mã sang châu Âu á, làm đem đô la giả ra á, mà cảnh sát nó bắt được á, là phải đem vào đồn cảnh sát và phải hầu tòa giải trình chán mới được. Đó. Năm trước tôi có một Phật tử đấy kể chuyện, có một Phật tử ngay Sơn Đông này đi sang Angola làm bên Angola, thế là đem vàng mã, đem cái tiền đồng đô la giả sang Angola, nó thì nó soi nó thấy là nhiều tiền đô la quá, nó lấy ra đô la giả, cuối cùng nó bắt về nó nhốt cho mấy ngày, với còn phải nó bảo là đi buôn tiền giả. Cuối cùng người khai, cuối cùng phải có gì nhờ cả lãnh sự của mình ra để bảo lãnh, để giải thích cho nó là đây là cái tục lệ của Việt Nam chúng tôi. Đó, là hay ngày lễ ngày Tết là hay đốt vàng mã, cho bên này không có người làm cho nên là bên này nó mang sang bên này để nó đốt trong cái ngày lễ ngày Tết. Đó, xong thì bên kia chính phủ với lại cảnh sát họ mới nghe, họ mới thả cho, nhưng bị nhốt mấy ngày. Đó. Đó. Đó, chúng ta cũng phải biết rằng cái mình thì pháp luật không cấm, nhưng có các nước pháp luật họ cấm. Đó. Cho nên cái này thì Phật tử này hỏi là chị của Phật tử này làm nghề bán hàng mã trước đây nhưng bây giờ không bán nữa. Vậy hỏi đấy, chị có bị quả báo không? Thì cái quả báo hay không thì cái này thì bao giờ chị Phật tử này trăm tuổi về già biết là có quả báo hay không? Bây giờ tôi chưa có thần thông, chưa có tha tâm thông, chưa có thần túc thông, chưa có thiên nhãn thông, chưa có túc mạng thông thì tôi không dám nói bừa. Nhưng còn tôi chỉ nói là ngày xưa tôi đọc thấy cái sách, ngày xưa đi học đọc thấy cái sách mà nói về Đức Quan Âm, nói hạnh nguyện của Đức Quan Âm và cái sự hóa độ của Đức Quan Âm, thì ngài nói là có ba việc ngài không thể độ. Đó là ba việc như tôi nói lúc nãy đó. Đó, cho nên tôi nói vậy thôi, tôi nói theo trong sách. Đó, còn thì thực tế như thế nào đó thì tôi cũng chưa được chứng nghiệm, mà tôi chưa được trải nghiệm. Cho nên thì có gì là các vị hoan hỷ cho. Bởi vì ở đây là chúng tôi nói là nói theo ở trong kinh sách của Đức Phật. Và hỏi là Phật tử là hỏi chị có quả báo hay không, thì tôi không dám chắc chắn là có hay không.
Nhưng mà đây dựa kinh Phật mà nói ra, và buôn bán thì chắc chắn là sẽ có rồi. Còn với xã hội thì chắc chắn họ cho là không rồi, nhưng mà với kinh Đức Phật nói thì là có. Nếu mà chúng ta là Phật tử tín Phật thì chắc chắn nó sẽ là gì? Là có. Còn không tín Phật á, chúng ta sẽ bảo không có, nhưng nó vẫn có thì sao? Chúng ta bảo nó không có nhưng nó vẫn có thì sao? Chỉ có một mai, khi chúng ta nhắm mắt xuôi tay, cái nghiệp nó đến như thế nào, lúc đó chúng ta mới gì? Mới ngã ngửa ra, à Phật nói quả thật không có sai. Lúc đó thì có ăn năn hối cải cũng đã muộn rồi. Còn bây giờ Phật tử này hỏi là nếu mà có thì bây giờ phải hỏi là chị nên trả nghiệp ấy như thế nào, tức là trả nghiệp bán vàng mã như thế nào. Thôi thì bây giờ làm nghề chân chính đi, làm nghề chân chính, phóng sinh tu phúc, bố thí cúng dường, làm việc thiện, tụng kinh niệm Phật mà sám hối, thế thôi là hết thôi. Dùng cái nghề chân chính để mà làm ăn, phóng sinh tu phúc, bố thí cúng dường, làm việc thiện, tụng kinh niệm Phật, sám hối thì nghiệp sẽ gì? Sẽ tiêu, mà phúc sẽ gì? Sẽ tăng trưởng thì sẽ tốt thôi.